Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của chú Hoài Bảo. Và đây là livestream kể chuyện ma của tôi. Hello, welcome to my video. Lúc đang kể chuyện ma cái gì nhiều chuyện, tức không? Đang kể chuyện ma cái gì nhiều chuyện, tức ghê vậy đó. Từ từ rồi kể cho anh nghe. Bây giờ để anh kể chuyện ma cho mấy bạn nghe cái đã. Em gái mình nó nhiều chuyện mấy bạn. Mọi người thấy view mới đẹp không? Xin chào tất cả mọi người. Bảo đang ở một nơi quận 2 xa xôi vạn dặm trùng dương. Bảo rất xa luôn nha mọi người. Từ quận Tân Bình xa xôi. Bây giờ Bảo đã kiểu như là move on tới cái nơi mà quận 2 xa lánh này rồi nha mọi người. Rất là xa luôn. Đi học có đi, mỗi lần đi học có gần tiếng mấy à. Trời đất ơi, thấy mà tức. Hello Ngọc Thùy, hello Mi Phan. Các bạn share livestream cho Bảo nha. Hello Trần Nguyễn. À nè, sắp tới là khoảng 29 tuần sau, có nghĩa là vào thứ 6 tuần sau là Bảo thi. Bảo bắt đầu thi tiếng nói sân khấu rồi, cho nên là có thể là thứ 6 tuần sau là Bảo sẽ không có like được. Cho hôm nay Bảo sẽ like. Còn cái lịch live bù bạn sẽ thông báo sau. Hello Võ Văn Chí Thịnh, lâu quá không thấy em. Hello Duyên Phương nha, các bạn share livestream cho Bảo nha. Share livestream ủng hộ Bảo nha, để Bảo chút xíu nha. Đủ 3.000 bạn, Bảo sẽ đầu kể chuyện ma cho mọi người. Hello mọi người, các bạn sẽ lấy chim ủng hộ cho Bảo nha. Xem Bảo kể chuyện gần 3 năm rồi. Hello Nguyễn Mai Linh nha, hello Như Nguyễn nha, hello Hồng Phương nha. Hello, anh hello Võ Văn Chí Thịnh rồi mà, hello bé Ngọc nè. Nhắc tới bé Ngọc giống như là biết nói ha mọi người. Còn làm ở chỗ đó không ta? Hello Nguyễn Trần Yến Linh, các bạn ơi sẽ lấy chim cho Bảo nha. Đủ 3.000 bạn mới sắp rồi kể chuyện nha mọi người. Thì lại vậy nè, vừa rồi là nói chung là trong cái vở thi sắp tới của Bảo á, là một cái vở nó hơi hướng kinh dị một chút xíu. Và Bảo sẽ đóng một cái nhân vật rất là quen thuộc. Mà cái nhân vật này nếu mà các bạn nào đã xem phim Thiên Linh Cái rồi thì các bạn cũng có thể biết là Bảo đang nói về cái nhân vật nào. Giống như là bữa Bảo có tải app mà Galaxy Play. Tải cái app Galaxy Play này nè mọi người, đây là một cái ứng dụng. Đây là một cái ứng dụng để gọi là giống như là chúng ta xem phim trực tuyến vậy đó mọi người. Đó, ở trên này sẽ có rất nhiều bộ phim luôn. Thì đang hot nhất là cái bộ phim Thiên Linh Cái này. Nó đã chiếu được tới 5 tập rồi. Thì cái bộ phim Thiên Linh Cái này là nói về một cái người đàn ông, một cái gọi là sát thủ hàng loạt đầu tiên ở Việt Nam tụi mình. Các bạn biết không, đây là một trong những sát thủ hàng loạt đầu tiên ở Việt Nam tụi mình luôn. Và cái bộ phim này là làm về cái người đàn ông đó. Và sắp tới Bảo thi tiếng nói sân khấu, Bảo cũng lấy hình tượng của nhân vật này luôn. Cái nhân vật của Bảo cũng là cái nhân vật này luôn. Kiểu mà bề ngoài là một người rất tốt, nhưng thực sự bên trong họ che đậy một cái gì đó rất là xấu xa. Thì trong cái bộ phim Thiên Linh Cái này là nói về cái bộ vùng sông nước này kia á. Và nó nói về cái việc mà giết người hàng loạt. Nó kể về cái cách mà các ông ta giết người như thế nào, và cách ông ta luyện cái ngải Thiên Linh Cái như thế nào. Thì hôm nay Bảo cũng muốn gọi là giống như là, nhưng cái lúc mà giống như là Bảo vừa coi cái bộ phim Thiên Linh Cái này trên app Galaxy Play, trên app Galaxy Play, thì Bảo sắp tới thì Bảo cũng thi tiếng nói sân khấu về cái người đàn ông này. Cho nên hôm nay Bảo sẽ tuyển tập những bộ phim, tuyển tập những câu chuyện ma về ngải. Và đặc biệt trong cái chuyện này thì nó cũng có những cái câu chuyện mà Bảo đọc sách lá hồi đó, là nó cũng sẽ có ngải thiên linh luôn. Cho nên là Bảo mong là các bạn có thể stay at the live stream để hả coi cái nghe cái chuyện ma này của Bảo sắp kể. Thì cái bộ phim Thiên Linh Cái này Bảo coi và cảm thấy rất là hay. Nếu mà bạn nào đã coi Thiên Linh Cái mà ở trên màn ảnh lớn rồi đó, thì các bạn nên download thử cái app Galaxy Play này để coi Thiên Linh Cái trên màn ảnh, kiểu mà trên cái ứng dụng app này. Bởi vì nó sẽ có những cái chuyện chưa kể, có nghĩa là nó sẽ có những cái khúc mà nó không có không có được để on air ở trên cái phim màn ảnh rạp á, là có những khúc bị cắt á mọi người. Thì ở trong đây
Đó, ở trong này thì nó sẽ có những cái khúc bị cắt đó nha. Các bạn có thể coi được tại Galaxy Play nha mọi người. Tại cái app tên là Galaxy Play để Bảo sẽ comment rồi hả. Chỉ các bạn xem ở đâu cho nó dễ. Tại vì cái phim này là phim ma cũng hay lắm. Phim này phim kinh dị hay lắm. Nói về cái người đàn ông sát thủ hàng loạt đầu tiên ở Việt Nam mình. Phim này có Hoàng Bí Yến Chi Bi đóng. Để Bảo kể cho mọi người. Giờ bắt đầu kể nè. Thì cái câu chuyện đầu tiên là của một bạn đã gửi cho Bảo. Cái bạn này á, năm nay đã 16 tuổi rồi. Thì mình xin phép được đặt một cái tên của bạn nha. Bạn nó tên là Lê Thị Muối. Bạn nó tên là Lê Thị Muối. Thì mình dẫn tắt bạn cái tên Muối đi ha. Thì cái bạn này nè, vào một bạn này thường đi học. Thì trên cái con đường mà bạn đi học á, bạn có đi ngang qua một cái bụi tre. Mà cứ hễ mỗi lần mà bạn đi ngang qua cái bụi tre đó đó, thì bạn sẽ cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Và bạn sẽ cảm thấy giống như là có ai đó đang quan sát mình vậy. Bạn cảm thấy rất là sợ. Xong rồi bạn chạy về nhà và bạn hỏi mẹ bạn là kiểu như là bạn đi ngang cái bụi tre đó và bạn gặp cái những hiện tượng như vậy. Thì mẹ của bạn có mới nói là lúc trước á, ở cái bụi tre đó có một người phụ nữ tên là Thím Tư Liên. Thì cái Thím Tư Liên này á, vào một buổi sáng nọ thì người ta phát hiện cái xác của Thím Tư Liên này ở trong cái bụi tre đó, là thím chết ở trong cái bụi tre đó. Và mẹ của cái bạn Muối này á, và mẹ của cái bạn muối này á là nói với bạn Muối này á là không được. Mẹ của bạn Muối này nói với cái bạn Muối này là không được, khi mà thí dụ mà con đi học ngang cái bụi tre đó thì con hãy chạy nhanh về nhà và không được nhìn vào cái bụi tre đó, cũng không đứng lại nhìn cái bụi tre đó nha. Thì á là nhắc về cái chuyện mà của cái Thím Tư Liên này á, thì cái Thím Tư Liên này á là một cô gái đẹp nhất cái xã huyện Sông Nước mà tỉnh gì đó Bảo quên rồi. Huyện Sông Nước mà tỉnh con gái đẹp nhất xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Là cái chuyện này là cái cô gái này là ở Cà Mau, đẹp lắm. Nói chung là cái người phụ nữ này đẹp lắm. Nhưng vào một sáng nọ, khi mà người ta đi làm đồng á, người ta đi ngang cái bụi tre đó, thì người ta phát hiện là cái xác của cô Tư Liên này á bị treo ở trên cái bụi tre mà trong cái tình trạng là không một mảnh vải che thân. Bị treo ở trên bụi tre vậy đó, nhưng mà không có một miếng vải che thân luôn. Chết mà rất là đau khổ, mà cái chết đau điếng luôn á mọi người. Nhìn cái là sợ liền luôn, nhìn cái là hãi hùng luôn, nhìn cái là kinh khủng luôn á. Nói chung là chết kinh lắm. Ủa đứa nào có duyên vậy? Ê khoan từ. Ủa đứa nào có duyên vậy? Trời đất ơi, má tao live stream xong tao vô tao chửi. Để chút xíu đi. Rồi xong rồi. Sau cái vụ mà cái chết của cô Tư Liên đó đó, thì bắt đầu đó là người ta không có tìm được hung thủ luôn. Là chết cách đây một năm, cái cô Tư Liên đó chết cách đây một năm nhưng mà không có tìm được hung thủ. Bằng một cách nào đó hung thủ đã tạo một cái hiện trường giả và không có thể nào mà tìm được hung thủ. Cái xong rồi sau khi mà đem xác của cô Tư Liên xuống á, thì mọi người bèn kiểu như là sợ quá. Tại vì hay là đã con gái mà kiểu mà chết mà kiểu mà dạng như là bị hiếp, mà khi còn trinh nha, cô Tư Liên là còn trinh nha, sau khi bị hiếp là chết là bị hiếp á nha mọi người, chết là do bị hiếp á. Thì sẽ thường những cái người con gái này mà chết mà còn bị treo cổ như vậy nữa thì thường là sẽ là rất là linh, thường sẽ rất là linh. Cái xong rồi thì mọi người mới bèn gọi là giống như là muốn đốt cái bụi tre đó. Bởi vì sau khi mà khoảng một tuần sau cái chết của cô Tư Liên á, thì bắt đầu hả là ở cái bụi tre đó xảy ra rất nhiều hiện tượng tâm linh luôn. Cho nên là người ta mới quyết định là người ta sẽ đốt cái bụi tre đó. Nhưng mà cứ hễ ai đó chạy lại cái bụi tre mà kiểu như là có một cái tác động giống như là muốn đốt bụi tre hay là muốn làm gì cái gì bụi tre á, thì bắt đầu sẽ bị trẹo tay, trẹo chân, rồi trẹo hàm. Kiểu như thế này rồi, kiểu mà tự nhiên chạy tới. Kiểu mà ha, mình đốt bụi, á bụi tre kìa, chắc mình phải đốt bụi tre thôi. Chạy lại, cái tự nhiên chạy lại bụi tre giống như là bị đi đường quyền á mọi người. Tự nhiên đang vui vẻ này nè, chạy lại a à, đốt bụi tre, cái xong cái tự nhiên vậy luôn, đang vui vậy cái tự nhiên vậy luôn cái tự nhiên chốt đơn rồi xong luôn đó. Thì vậy cứ ai mà đi tới bụi tre mà có ý định là giống như là hại cái bụi tre đó là sẽ bị như vậy. Thì vào khoảng 8 giờ tối thì cái bạn Muối này bạn mới đi học về,
Thì cái ngày hôm đó cái bạn muối này là dạng giống như là bạn gọi đi học về trễ do là bạn học giỏi quá đó, cái bắt bị bắt ở lại để học thêm đó mọi người. Cái xong rồi mới đi học về buổi tối trễ, thì bạn mới đi ngang cái bụi tre, thì ma xui quỷ khiến sao mà khi mà bạn vừa chạy tới cái bụi tre đó thì chân của bạn cứng đơ luôn, bạn muối không thể nào mà di chuyển được. Thì bạn muối mới đứng yên một chỗ vậy nè, mà hả cái số của bạn muối là thầy nói là hả có vong theo. Cái xong rồi tự nhiên á kiểu mà bị kiểu mà có số làm thầy á mọi người. Cái xong rồi tự nhiên bạn muối giống như là ai xui khiến bạn muối gì đó, bạn muối mới đi vô trong cái bụi tre. Ghê không? Trời đất ơi, mẹ kêu là con đừng vô bụi tre nha con. Cái con ừ, cái xong con đi vô bụi tre. Ôi trời đất ơi là trời tức tức. Cái xong rồi khi mà bạn đi vô bụi tre đó, đó là kiểu như là âu cũng là do cái vong linh nào đó dắt đó mọi người. Khi mà mới vừa vô bụi tre đó thì bạn nhìn lên trên á, thì bạn mới thấy á là cái dây thòng lọng mà để thắt cổ cô Tư Liên á vẫn còn treo ở trển. Mà cái dây đó đó, ở trên cái dây đó đó, nó có những cái vệt, những cái vệt màu đen. Thì có thể là giống như là máu á mọi người, những cái vết máu á màu đen á, mà máu khô á nó dính lại thì nó còn động lại ở trển. Thì bạn đang đứng như vậy nè, thì tự nhiên bạn nghe tiếng khóc, tiếng khóc nức lên. Đừng má. Thì bạn nghe cái tiếng như vậy đó mọi người, thì bạn nghe giống như là có một cái tiếng người phụ nữ thét lên và cứ kêu đừng mà như vậy. Cái xong rồi bạn đứng chích chân đó luôn, bạn sợ quá, bạn muốn sợ quá, bạn đứng chích chân đó luôn mọi người. À, cô đứng hình mất 5 giây cái đó, đứng luôn. Cái bạn đứng hình mất 5 giây, không những 5 giây là bạn đứng luôn nha mọi người, kiểu như là bị chà đĩa. Cái xong rồi tự nhiên đằng sau có một đôi bàn tay chụp lấy vai của bạn. Thì lúc này bạn giật mình, giống như là có một cái liều thuốc nó làm mình choàng tỉnh vậy đó mọi người. Thì bạn mới quay qua, chưa lúc này bạn chưa bay qua, thì có giọng của một người đàn ông. Thì cái người đàn ông này mới nói là muối, tại sao giờ này mày còn ở đây khuy lơ khuy lắc như vậy rồi, mày có biết là buổi tối ở đây nó nguy hiểm lắm không hả, sao mày không về nhà? Cái xong là bạn muối mới quay lại. Thì khi mà bạn muối quay lại á, thì bạn muối thấy cậu Tuấn Anh. Thì cái cậu Tuấn Anh này á đang cầm trên tay một bó nhang rất lớn. Thì á là bạn muối bạn hết hồn luôn, bạn mới nói là dạ à, con cũng không biết nữa, tự nhiên con chích chân ở đây luôn, cái con không biết làm gì, cái con đi vô bụi tre luôn, con không biết gì luôn. Cái xong rồi cái ông Tuấn Anh á, cái cậu Tuấn Anh mới đuổi mày đi về nhà liền đi, kẻo mẹ mày trông mày, tối khuya rồi con nít con nơi không được đứng đây đâu. Cái xong rồi cái bạn muối là mới kêu dạ thôi con về liền, tại vì lúc đó sợ quá rồi. Thấy cái cảnh tượng dây thòng lọng đó, cái dây vẫn còn treo đó luôn nha mọi người, bởi vì không có ai bước lại gần cái bụi tre để gọi là giống như là tháo cái dây thòng lọng xuống được hết. Bởi vì khi mà ai cứ bước lại là cứ giật, ai bước lại là cứ tao làm một hồi cái tao dậy luôn, tao tức chết luôn á mọi người. Đang ngồi ngay cái máy lạnh đó, tao làm một hồi tao là dậy luôn rồi, tao tức chết. Xong rồi các bạn biết sao không? Cái xong rồi cái muối nó chạy về nhà, thì trên đường muối nó chạy về nhà thì nó thấy cái ông Tuấn Anh á trên tay cầm bó nhang mà ánh mắt liếc theo nhìn một cách rất đáng sợ. Nhìn theo bạn muối vậy đó mọi người. Cái xong rồi hả, bạn muối á thì cũng đã nghe kể rồi, là kiểu như là cứ lâu lâu, cứ rằm hoặc là những dịp lễ, hoặc là cứ lâu lâu ngày này qua ngày nọ, là tất cả mọi người đều thấy cậu Tuấn Anh đều tới đây thắp nhang cho cô Tư Liên. Nhưng mà không hiểu lý do tại sao mà lại ông Tuấn Anh ông lại làm cái ông Tuấn Anh lại là cái làm cái hành động đó. Mặc dù ông Tuấn Anh với cái bà Tư Liên là không hề bất kỳ có một cái mối liên hệ nào với nhau cả. Nhưng mà từ khi mà cái bà Tư Liên chết á thì ông Tuấn Anh ngày ngày đều tới thắp nhang cho cô Tư Liên. Thì mọi người cứ nghĩ đơn giản là có thể là hai cái người này là bồ bịch với nhau mà hai người này giấu. Sau khi mà bà Tư Liên đã chết rồi thì cái ông này ổng thương tiếc cho nên là ngày nào cũng ra ổng thắp nhang thôi. Thì tới một cái ngày kia, cái ông Tuấn Anh này ổng mới lấy vợ. Thì vợ của ổng rất là xinh đẹp luôn, vợ của ổng cực kỳ xinh đẹp luôn, cũng đẹp không thua gì cô Tư Liên cả. Thì ở trong cái vùng của bạn sống á thì nó có một cái gọi là giống như là một cái quy luật và một cái quy định là khi nhà ai có tiệc cưới thì tất cả những người hàng xóm chung quanh họ sẽ vào và chung tay giúp đỡ, kiểu như là người thì gói miếng bánh nè, người thì làm nước nè, người thì hả bưng bê nè, người thì làm cái này cái kia, và bắt đầu thì làng xóm sẽ hát ca với nhau và đánh bài đánh bạc với nhau.
Thì cái ngày hôm đó thì cũng là đám cưới nó diễn ra. Thì là người lớn thì người ta đánh bài ở trên, người ta ăn tiền. Còn con nít thì đánh bài ở dưới, ăn quỳ gối. Có nghĩa là giống như là mày đánh bài mày thua ván đó đi, mày tới chót ván đó thì mày quỳ gối nguyên ván sau. Đó. Rồi ok, mình kể tiếp. Cái xong rồi, tự nhiên mọi người đang sinh hoạt một cách vui vẻ như vậy, thì ở trong nhà, giọng của mẹ ông Tuấn Anh la lên: "Bớ bà con ơi, bớ bà con ơi, thằng Tuấn Anh nó giết cha nó rồi. Nó lấy dao nó đâm vô họng ông đòi bà con ơi. Chồng tôi chết rồi. Bớ bà con ơi là bà con. Thằng Tuấn Anh nó giết cha nó rồi. Cứu người, cứu người." Sau khi mà nghe cái giọng của mà cái bà mẹ của bà Tuấn, mẹ của cái ông Tuấn Anh hét lên như vậy đó, thì bắt đầu cái bạn muối á, bạn đang chơi đánh bài ở đây cùng với những cái đứa bé mà ở trong xóm, thì bạn mới đi ra, bạn mới đi vô, bạn mới chạy vô trong xem như thế nào, và người lớn cũng chạy vô luôn. Thì thấy cái tình cảnh đó là ông Tuấn Anh ổng đang cầm cái con dao đâm vô trong họng ba của ổng, mà ba của ổng á kiểu mà cứ vậy là cái con dao nó đỡ trong cổ vậy, nếu như mọi người cái rồi xong mà ông Tuấn Anh kiểu ông ba của ông Tuấn Anh kiểu là kiểu như vậy luôn rồi đó, là lúc là vô trong là chuyện đó rồi đó, mà đâm kiểu đó không chết tao, không chết tao con tụi bay luôn. Đâm kiểu đó không go to die, không go to die là tao con tụi bay luôn, tao nói thiệt luôn. Cái xong mà các bạn biết sao không? Thì sau khi mà đâm xong rồi đó thì bắt đầu cái ông Tuấn Anh ổng trở mặt. Ổng mới nói là cái con mắt ổng đỏ kè lên luôn mọi người, con mắt ổng đỏ mà tóc ổng dựng lên luôn, ổng mới nói là: "Tất cả các người đã giết chết tôi. Hắn ta không xứng đáng được hạnh phúc. Hắn ta đã hiếp tôi, xong rồi treo cổ tôi. Bây giờ hắn có được quyền lập gia đình hả? Ta sẽ không thể nào để chuyện nó xảy ra đâu. Ta sẽ trả thù, ta sẽ trả thù." Mà giọng cười nó cười lên. Mà nó cười lớn lên vậy đó mọi người. Nó cười đúng dramatic luôn mọi người. Nó cười y như phim vậy đó mọi người. Nó cười như nó cười như là Pinano vậy đó mọi người. Như là Nano vậy đó mọi người. Nó cười quá trời cười luôn. Cái xong rồi hả, cái bắt đầu hả là những cái người đàn ông ở trong xóm á, dạng như là những cái người đàn ông trong xóm cũng dạng như là cao to lực lưỡng lắm, rồi đô con, rồi đập tạ, rồi xấu muối, rồi bắt đầu ngực ưỡn, rồi hả cuồng cuộn rồi nha, ba bốn người vậy đó mọi người, nhào vào cái ông Tuấn Anh đó, nhưng mà để giật cái con dao, nhưng mà giật không được. Người thì bị chém, người thì hả xém bị đâm hụt, người thì hả xém bị đâm đít lộn không phải. Nói chung là tất cả mọi người đó đang giật lộn với ông Tuấn Anh, mà toàn là gọi là đầu trâu mặt ngựa không, mà vẫn không giật được cái cha, giật được cái cây con dao. Cái xong rồi hả, cái người mà cái ông Tuấn Anh cứ luôn miệng nói là: "Ta sẽ trả thù, ta sẽ trả thù, ta sẽ giết hết tất cả người nhà của mày, ta sẽ trả thù, mày phải chết, mày phải chết." Cái cứ vậy đó mọi người, cứ làm vậy đó. Cái xong rồi lát hồi á, xong rồi một hồi á thì hả là cái bạn muối này á, bạn mới đi ra ngoài, bạn mới nhanh trí bạn đi ra ngoài. Bạn mới là đem gạo nè, rồi xong rồi bạn bỏ thêm muối vô, bạn bỏ gạo, rồi bạn bỏ thêm muối vô, rồi bạn bỏ cái gì đó mọi người mà bảo quên rồi, xong rồi bạn cầm cái đó bạn tạt vô trong người của cái ông Tuấn Anh. Thì cái lúc này cái ông Tuấn Anh ổng mới rớt cái con dao xuống. Thì sau khi mà ổng rớt cái con dao xuống rồi đó mọi người, thì bắt đầu á cái ông Tuấn Anh ổng quay qua ổng nhìn bạn muối, cái xong rồi ổng mới nói vậy nè: "Muối, hôm qua tao đã cho mày đi vào bụi tre và thấy cái cảnh tao bị giết như thế nào, mà hôm nay mày trở mặt với tao vậy hả? Mày biết rõ là hắn ta giết tao mà." Tại vì các bạn biết sao không, là bạn muối này là bạn có thể gọi là bạn có căn á, kiểu giống như là ngay từ đẻ ra đầu tiên là bạn đã được thầy nói là bạn có thể nhìn thấy được ma rồi. Thì khi mà bạn vô là bạn vô trong cái bụi tre đó, bạn là bạn đã thấy cái cảnh đó luôn rồi, là cái kiểu là thấy cái người ta đã cho các bạn thấy cái cảnh đó trong đầu rồi. Nhưng mà rốt cuộc là tại sao mà bạn làm như vậy? Thì kiểu như là lúc này bạn muối bạn mới nói là: chị Tư Liên ơi, dù gì hả chị cũng đã mất rồi, thì em tin đó là trên đời này đều có nhân quả cả, hắn ta sẽ chịu nhân quả sẽ không có chừa hắn ta đâu, cho nên là chị cứ yên tâm mà siêu thoát đi, rồi sau này á thì hả thế nào hắn ta cũng phải trả giá cho những gì mà hắn ta làm thôi à. Còn nếu mà chị cứ tiếp tục mà kiểu như mà gây ra án nghiệt như vậy á, là chị sẽ không có thể nào mà gọi là như là siêu thoát được, và chị có thể bị đọa và súc sanh, chị có thể bị đọa và súc sinh đó mọi người, súc sanh đó, súc sanh đó, súc sanh đó, kiểu như là bị đọa và súc sanh.
đó. Cho nên là chị hả siêu thoát đi, cái xong rồi hả nói nó hồi, cái xong rồi hả là cái bà Tư Liên á, bà không có chịu thoát ra, thì bắt đầu thằng nhỏ nhóc này mới rải thêm muối rồi rải thêm gạo nữa. Thì lúc này hả là cái ông Tuấn Anh này ông mới xỉu. Sau khi mà ông tỉnh dậy á là ông thấy là ông trên tay ông cộng cầm con dao mà ông giết ba ông rồi. Thì hả nói ra thì bắt đầu hả công an tới, xong rồi bắt đầu công an điều tra này kia các kiểu á. Thì công an gọi là giống như là ông cũng khai với công an luôn là hả chính ông là cái người mà một năm trước mà hiếp cô Tư Liên. Sau đó rồi hả là ông cũng chính là cái người mà ông cũng chính là cái người mà tạo ra cái hiện trường giả đó. Cho nên là sau khi mà ông tại vì ông thấy cô Tư Liên đẹp quá đi, nhưng mà ở lúc đó thì ông cũng kiểu mà NNL á mọi người, NNL á kiểu như vậy đó. Cho nên là ông mới làm như vậy. Thì hả kiểu như là cái lúc mà ổng đang ngồi mà bàn tiệc á, thì trong lúc đó thì ổng đang ngồi với ba ổng, nhưng mà ổng lại nghe ở kế bên á là có giọng của một người con gái nói là đám cưới vui ha, mày có nhớ tao là ai không? Giọng của một người con gái nói vậy đó mọi người. Cái ông quay qua ổng thấy bà Tư Liên, cái ổng sợ quá thì ổng mới rút đạn dao thái ra, ổng đâm vô họng bà Tư Liên. Nhưng ai ngờ đâu phải bà Tư Liên đâu mọi người, là ba của ổng ngồi kế bên. Đúng kiểu mạng đổi mạng. Đúng kiểu mạng đổi mạng luôn mọi người. Đợi xíu mình đi lấy, mình lấy nước cái khát nước quá. Các bạn đã nghe tới ngải, tất cả các loại ngải, ví dụ như là bây giờ câu chuyện tiếp theo của chúng ta, các bạn nhớ share livestream ủng hộ cho Bảo nha. Các bạn đã nghe tới tất cả các loại ngải rồi, gồm có ngải bán nhà nè, ngải tình duyên nè, ngải heo nè, ngải cú nè, ngải giữ đồ nè, ngải giữ nhà nè, ngải giữ kho báo nè, nói chung là tất cả các loại ngải rồi. Nhưng các bạn đã bao giờ nghe tới ngải khẩu nghiệp chưa? Và hôm nay Bảo sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện ngải khẩu nghiệp. Đó. Ủa, alo. Alo mọi người share livestream ủng hộ cho Bảo nha mọi người. Mọi người share livestream ủng hộ cho Bảo nha. Và cái câu chuyện ngày hôm nay là Bảo lấy cái cảm hứng là từ cái bộ phim Thiên Linh Cái đó nha mọi người. Cái bộ phim đó là Bảo sắp tới là hy vọng, nếu mà thật sự là Bảo cũng muốn mời cả 6.000 mấy người vô trong cái rạp để xem Bảo diễn luôn á. Bởi vì Bảo sẽ diễn cái vai, cái hình tượng của cái ông thầy ở trong cái ở trong cái câu chuyện mà về Thiên Linh Cái đó, đó mọi người. Đó. Và hả những cái bạn nào mà hả những cái bạn nào mà muốn coi lại cái bộ phim Thiên Linh Cái đó thì các bạn hả tải cái app Galaxy Play về nha. Bây giờ đang chiếu tới tập 5 rồi đó. Đây là một cái ứng dụng để gọi là giống như là xem phim trực tuyến. Và trên đây có rất là nhiều bộ phim kinh dị luôn. Và có rất là nhiều cái bộ phim về của Việt Nam, kiểu cũng giống như là của nước ngoài nè, của Mỹ nè, Hollywood nè, rồi xong rồi cả Nhật Bản, cả Hàn Quốc nữa. Nói chung là bộ phim đang chiếu tới tập 5 rồi và Bảo xem và Bảo khá thích. Kiểu như là đợt mình xem ở trên movie á thì là nó bị cắt nhiều cảnh lắm, nhưng mà xem ở trên Galaxy Play á thì có những cái cảnh nó không, những cái cảnh mà nó không, những cái cảnh mà nó cắt á đem lên luôn là những cái cảnh chưa kể á mọi người, cho nên là mình rất là hay. Rồi ok, bây giờ mình sẽ kể cái câu chuyện ngải khẩu nghiệp nha. Bắt đầu thì cái câu chuyện là như thế này. Có một cái bà kia, bà là người Khmer. Nói chung là bà là người Khmer, nhưng mà kiểu như là bà ở Việt Nam mình nè, bà qua Việt Nam mình bà sinh sống. Thì sao ta, bà này bà nhiều chuyện lắm, nhưng mà cái cách nhiều chuyện của bà khiến cho nhiều người ghét lắm. Ví dụ mình nhiều chuyện rồi mình xe chuyện ra đi đúng không, cái bà này bà nhiều chuyện rồi bà thêm chuyện bớt chuyện, rồi nói chung qua cái miệng bà này á là nó kiểu giống như là thành một cái quả bom vậy đó mọi người, thành một cái vụ Big Bang vậy đó. Mình xin phép bà tên là Võ Thư đi, cái bà này bà tên là Võ Thư nha. Bà này bà tên là Võ Thư. Thì cái ngày hôm đó cũng như mọi ngày, cái bà Võ Thư này bà đi ra ngoài và bà nhiều chuyện. Thì bà đi nhiều chuyện từ đầu sớm tới cuối sớm, rồi từ cuối sớm là lên đầu sớm. Rồi xong bà Võ Thư bà lại đi từ đầu sớm tới cuối sớm, rồi lại đi từ cuối sớm lên đầu sớm. Đó, một cái ngày nhiều chuyện của bà là đi tầm 2 tăng. Tăng đầu, tăng cuối, rồi tăng cuối, rồi tăng đầu. Đó là vậy. Thì tự nhiên cái ngày hôm đó bà đi nhiều chuyện xong mà bà lại về sớm. Kiểu như là
bà về sớm mà tới nỗi mà con cái trong nhà bất ngờ luôn á mọi người. Thì một buổi sáng tinh mơ bà đi ra ngoài, bà đi chợ, thì thường thường bà đi chợ xong là cá rau đồ mà đem về nhà, đem về bả nhiều chuyện tới mức độ mà cá rồi rau rồi đồ gì mà bả đem từ ở ngoài chợ mà kiểu mà bả đi nguyên ngày xong về là cá rau rồi thiêu hết trơn luôn, khỏi ăn luôn. Tại nhiều chuyện quá mà, ngồi nói chuyện có không? Đây là những cái con mà hay đi nhiều chuyện nè. Những cái bà hàng xóm này nên nghe cái câu chuyện này để rút kinh nghiệm nha. Rút kinh nghiệm nha, ngại này ngại khâu nghiệp. Rồi, cái vỏ thư là kiểu như là cái ngày hôm đó tự nhiên vỏ thư về sớm. Cái con gái cổ gia đình vui quá chỗ, sao nay mẹ về sớm vậy? Cái xong rồi bà tự nhiên bà vô trong nhà bà đóng cửa lại luôn. Bà vô trong nhà bà đóng cửa lại luôn, bà không nói chuyện ai hết. Bình thường là bà nói rất là nhiều. Trời, bà nói như cái máy vậy đó mọi người. Bà nói còn hơn mình gõ phím nữa. Bà nói còn hơn mấy 10 người gõ phím nữa mọi người. Mà kỳ này bà về nhà xong bà đóng cửa lại, bà close the door xong rồi bà im băng bắt luôn, bà không nói gì, không nói không rằng với một ai luôn. Cái bà không ăn không uống luôn. Là bà không ăn thôi chứ bà vẫn uống nha mọi người. Thì kiểu như là con cái bà gõ cửa hỏi là: ủa mẹ ơi, mẹ có ăn gì không để con đem vô cho mẹ, mẹ mệt hả, sao mẹ không ra ngoài ăn, mẹ ra ngoài ăn với tụi con nè, hay là mẹ muốn ăn gì không tụi con mang vô cho mẹ. Cái xong rồi bà mới nói là mang nước cho mẹ được rồi, còn mang nước vô cho mẹ uống là được rồi, mẹ không có ăn. Cái con gái của bà cứ đưa vô trong cái khe cửa cho bà ly nước vậy nè, ngày nào cũng đưa hết, mà 3 ngày liên tục vậy nè. Sáng, trưa, chiều, tối gì là bà uống nước không, 3 ngày liền luôn. 3 ngày liền là bà uống nước không luôn, mà bà không có chịu mở cửa ra, bà không có chịu mở cửa cho ai vô hết trơn á. Cái xong rồi cả nhà này mới thấy lạ. Thì tới ngày thứ ba, thì bắt đầu lạ quá rồi, thì thấy sợ. Bình thường là bà phải kiểu mà tiếp xúc với mọi người, tiếp xúc với xã hội, đi đầu này đi đầu kia, trời bà biết chuyện gì chưa, đi đầu này đi đầu kia, ủa trời chị nghe chuyện gì chưa, trời tôi kể cho chị nghe, ngồi xuống đi tôi kể cho chị nghe. Bình thường là bà vậy, còn bây giờ bà đóng cửa im băng bắt ở trong nhà luôn. Cái xong rồi hả, thì bắt đầu con cái bà thấy lạ quá, thấy mẹ mình vậy tất nhiên phải thấy lạ rồi. Thì xong rồi con cái bà mới gọi là đá cửa xong vô luôn, thì thấy bà đang ngồi gật gù ở trong phòng vậy nè. Mà các bạn, mặt đầu tóc của bà đã bạc rồi nha mọi người, đầu tóc của bà đã bạc rồi mà đằng này nó còn xù, nó còn rối lên. Đã vậy nha, miệng của bà còn bị mai lại. Mai mà mai hình zig zag á mọi người. Đó, ngải khẩu nghiệp đó. Mấy con quỷ nhiều chuyện nghe cái chuyện này nha, và bớt nhiều chuyện lại nha. Nha chưa? Bớt nhiều chuyện lại. Đó. Cái xong rồi thấy miệng mẹ mình bị mai vậy, trời ơi, gia đình đúng hết hồn luôn, hú hồn chi mén luôn. Trời, nhìn mà sợ đó mọi người, nhìn mà tức á. Cái xong rồi mới khinh bả lên, mới gọi là đi đem đi gặp thầy. Tại vì trời ơi, tự nhiên miệng vậy, mắt thì trận trần lên trời. Đã vậy tóc còn xù nữa, thì trời không bị quỷ nhập chứ gì nữa. Cái xong rồi sợ quá, mới đem má mình lên trên gặp thầy. Thì trên đường gặp thầy gì đó thì có một cái con bé nó ở nhà, thì con bé đó là con bé dâu của bà. Thì con bé dâu bà dọn dẹp cái giường á, tại vì biết sao không, chung quanh chỗ mà bà ngồi á mọi người, bà ngồi gật gù vậy là toàn là máu không mà nhìn ghê lắm, mà máu nó tứa luôn. Trời, mới bắt đầu đúng ngỡ ngàng luôn, mới dịch cái gối lên, kiểu giống như là mới dịch cái gối lên thì phát hiện á, ở dưới nó có một cái bị màu đỏ ở dưới cái gối của cái bà. Của cái bà mà võ thư đó đó. Cái bà và võ thư đó đó là có một cái bị màu đỏ. Thì con bé này nó mới mở cái bị màu đỏ ra thì mới thấy ở trong đó nó có một cái cục, kiểu mà một cái cục tròn như vậy nè, xong một cái cục hình tròn như nè, xong rồi 7 cây kim. 7 cây kim nó cắm xung quanh cái cục tròn đó. Ghê không? 7 cây kim nó cắm xung quanh cái cục tròn đó. Xong rồi cái con bé này nó mới tức tốc, nó cầm cái bị đó, nó bỏ 7 cái kim nó vô trong cái bị đó, và tức tốc nó cầm cái bị đó đi sang nhà ông thầy. Thì ông thầy đó, ổng tên là Thiện Phạm đi. Cái ông thầy đó, ông tên là Thiện Phạm, ông thầy Thiện. Thì cái ông thầy Thiện mẹ đưa, lúc mà đưa bả tới là mắt bả trợn trừng rồi, bả coi giật như vậy rồi nè, là bả thấy ghê rồi. Mà cái miệng bả thì bị mai lại, mà trong cái miệng bả phát ra cái mùi gì đó rất là hôi. Mùi khi mà mới tới là hôi sương sương thôi nha mọi người. Mới tới là hôi sương sương thôi. Hôi a little bit thôi. Cái mùi nó không được thơm á mọi người. Thấy ghê lắm. Cái xong rồi. Thì ông thầy ổng mới kêu là cái đứa con dâu mới đem cái bị đó tới, thì ông thầy lấy ra, ông thầy thấy là
cái cục mà cái cục tròn mà nó gắm bảy cây kim á, ổng mới đem lên trên cái bàn thờ của ổng, ổng để đó. Xong rồi ổng trải một cái chiếu ra cho cái bà đó nằm. Xong rồi ổng mới kêu để cái ông thiện á, ổng mới kêu là ổng mới kêu đệ tử của ổng là con xuống dưới luộc cho thầy mấy quả trứng gà và một quả trứng vịt. Sau khi mà kêu đệ tử của ổng đi rồi thì bắt đầu ổng mới gọi là lập một cái bàn, mà thí dụ như cái bà đó bà nằm như vậy đi nè, đó bà nằm như vậy đi đúng không, thì ổng mới lập cái bàn ra để trên đỉnh đầu bà, các bạn hiểu không? Có cái một cái bàn nhỏ đó, cái bàn nhỏ này bà nằm như vậy nè, đó ổng làm một cái bàn nhỏ để trên đỉnh đầu bà vậy nè, tưởng tượng ra chưa? Đó, ở trên cái bàn đó thì nó mới để mình đổi nhạc đi, cái nhạc này nó hơi boring you know. Đó, đổi nhạc. Mình đổi nhạc cho nó vui, cho nó hấp dẫn. Còn về cái vấn đề mà tao kể chuyện á, mà tao để nhạc á, đứa nào không thích, kiểu như là thích những cái thích kể chuyện mà không để nhạc á, kiểu vậy á, thì đây là cái phong cách của tao. Xin chào, muốn gì? What's up? Rồi ok, mình sẽ kể tiếp. Thì sau đó thì kiểu như để cái bàn trển là để cái bát nhang ở trên đó, rồi xong rồi để phép ở trên đó. Thì kiểu như là cái lúc này mới làm phép, thì đệ tử của ổng mới mang trứng gà ra với lại hả trứng vịt ra, thì chỉ có một cái quả trứng vịt thôi, còn lại là trứng gà hết. Thì cái quả trứng vịt đó ổng mới nhúng vô trong cái chén, mà cái chén trà và có cái sát trà ở trong luôn. Thì nhúng cái trứng vịt đó vô trong cái chén trà. Rồi sau rồi đó thì ổng mới để ở trên bụng, ổng mới để ở trên bụng của bà Võ Thư là 3 cái trứng gà. Xong rồi ổng để trên đầu gối của bà Võ Thư là 2 cái trứng gà. Và ổng để trên cái lòng bàn, 2 cái lòng bàn tay của bà Võ Thư là 2 cái trứng gà. Và ổng để lên trên chén của bà Võ Thư là cái trứng vịt duy nhất. Đó. Ổng mới để trên cái chén của bà Võ Thư. Ôi xin lỗi mọi người nãy tại vì mới ăn mọi người. Xong rồi ổng mới để trên cái trứng, ổng mới để cái trứng vịt lên trên cái chén của bà Võ Thư vậy. Cái xong rồi ổng mới bắt đầu xoay vòng cái trứng vịt trên chén bả như vậy nè mọi người. Cầm cái trứng vịt đó xoay vòng trên chén bả như vậy nè. Xong rồi ổng niệm cái gì đó, ổng bỏ tay ra một cái. Các bạn biết không, tất cả những quả trứng ở trên người của bà Võ Thư nó đứng dựng lên như vậy nè mọi người. Nó dựng đứng lên như vậy nè. Nó đang nằm như vậy đúng không, nó dựng đứng lên như vậy nè. Xong rồi ổng mới bắt đầu tụng niệm. Bắt đầu ổng cầm dao, ổng cắt. Tại vì bà Võ Thư bà bị mai cái miệng lại, thì ổng mới cầm dao ổng cắt. Ổng cắt cái sợi chỉ đỏ, cái sợi chỉ đỏ trên miệng bà bị mai lại bằng sợi chỉ đỏ nha, ghê lắm. Cái thuật gì mà làm bằng sợi chỉ đỏ rất là ghê. Cái thuật gì mà làm bằng sợi chỉ đỏ đều rất là ghê nha mọi người. Cái xong rồi ổng mới cắt. Ổng cứ cắt một cái là bà Võ Thư bà là gì nè, kiểu bắp bình là bà bắt đầu bà popping rồi mọi người, là kiểu như là má bà walking đó mọi người, bà kiểu như là kiểu bà đau đớn á, cứ cắt một cái ngay miệng, cắt một cái sợi chỉ là bà đau đớn, bà dựng dậy dựng lên nha. Nhưng mà những cái quả trứng chớ hề xê dịch, những cái quả trứng không hề xê dịch luôn, là những cái quả trứng vẫn đứng vững như vậy nè. Những cái quả trứng vẫn đứng vững như vậy nè mọi người, không hề xê dịch luôn. Cái xong rồi ghê là ghê chỗ đó. Cái xong rồi ổng cắt hết rồi thì ổng mới banh cái miệng của bà Võ Thư ra. Trời đất ơi, bà ổng banh miệng ra vậy nè. Trời mà thúi dữ gì, thúi. Có thúi quá không dạ? Kiểu vậy á, có thúi quá không dạ? Rồi nhìn nó chổng nha mọi người, nó đâu có gì đâu, ngoài phân nè. Đó, ngoài ruột cá nè, đó, rồi ngoài mắt cá nè, rồi á, rồi hả gan nè, rồi xong rồi tùm lum thứ chậm hết. Phân ở chậm, đất ở chậm, bùn ở chậm, một nùi thứ ở chậm nó hôi rình. Trời đất ơi, mở miệng ra cái là bắt đầu ruồi nó bay ra. Trời đất ơi, mấy con ấu trùng nó bay ra kinh khủng lắm. Trời, nghe tới thôi mà thấy hôi rồi, kể thôi mà còn thấy hôi á. Nó cứ thuống chi ta đứng đó người ta hửi. Cái xong rồi ổng mới lấy cái muỗng mà ăn xíu mại. Mọi người, ổng khụi ra, ổng dích ra. Trời ơi, lúc đó tưởng tượng giống như là mình đang ăn, giống như là ổng dích ra vậy mà tưởng tượng giống như là mình đang ăn ăn hột vịt lộn á mọi người. Ghê quá à, kiểu mà ew, so dirty, you know, like, oh my god, ew.
Ông lấy cái muỗng ăn sứ mệnh, dịch 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 ra vậy nè, dịch hết ra một hồi luôn. Ghê lắm, lôi ra phân rồi đứt ra bùng rồi tùm lum thứ hết trơn. Cái xong rồi, ổng mới thấy ở bên trong đó là có mấy cái sợi chỉ á. Sau khi mà khửa ra hết nha, ổng mới thấy ở trong có sợi chỉ đỏ nữa. Ổng mới lấy ra, ổng kéo sợi chỉ ra mà dài thòn lon luôn nha mọi người. Kéo sợi chỉ ra mà dài thòn lon luôn. Mà các bạn không biết không, cái lúc mà ổng làm phép cho bả là bả ổng có quấn cái sợi chỉ đỏ trên ngón tay bả, xong rồi quấn ra ngoài cửa nữa. Xong rồi khi mà ổng kéo hết cái sợi chỉ đỏ trong họng bả ra rồi đó, ổng giật cái sợi chỉ mà ngay cửa ra, kiểu giống như là ổng kéo hồn bả về. Kéo hồn bả về để cho hồn bả nhập về xác á các bạn, đúng không? Là cái thủ tục hồi nãy ổng móc về là ổng móc cái linh hồn bả đứng ở ngoài, là kiểu giống là cái linh hồn của bả là bị thoát ra rồi, cho nên ổng móc cái linh hồn bả ra ở ngoài kia, nói vào trong cái tay bả. Sau khi mà xong việc hết trơn rồi đó, đã trừ ngải hết rồi đó, ổng móc một cái là hồn bả quay trở về xác. Sau khi hồn bả quay trở về xác rồi á thì ổng phải cho bả ngậm trà và uống trà, nhưng mà vẫn chưa đỡ hôi miệng nha mọi người. Bả phải đi về nhà. Sau khi mà bả đi về nhà á thì bắt đầu các bạn biết sao không? Kiểu như là khoảng mấy ngày sau bà mới tỉnh dậy. Thì sau khi mà bà tỉnh dậy rồi á thì cái bà võ thư này bà mới chạy qua nhà của cái ông mà ông thầy kể chuyện là lý do tại sao mà bà bị dậy. Từ từ để bảo kể cho nghe. Xong rồi, mấy ngày sau thì cái bà này á, bà mới quay về cái nhà mà quay qua gặp cái ông thầy thiện. Thì bà mới kể đó là buổi sáng hôm đó, buổi sáng hôm ấy thấy em chợt không, rồi vội vàng lau thật nhanh nước mắt, kiểu như là buổi sáng tinh mơ đó, kiểu mà đi ra ngoài cái xong rồi hả, đi nghe chuyện ta, cái tự nhiên thấy ai đó đang thấy có một cái tiếng nói nào đó ở một cái khu vườn nào đó. Bà mới chạy lại cái khu vườn đó. Sau khi mà bà chạy lại cái khu vườn đó, bà đứng bên ngóng vậy nè đó, thì bà mới nghe là cũng có một ông thầy luôn. Ông thầy ông mới nói là ông mới gọi điện thoại cho một cái người nào đó, thì ông mới nói là ta sẽ thư cái thằng đó gì vậy vậy nè, là thư á, là ếm bùa cái thằng đó gì vậy vậy nè. Biết luôn, mà bà biết luôn, bà không biết cái ông đó là thầy luôn mọi người. Cái ông đó là kiểu mà cũng hàng xóm mà. Mà hả, ổng nói cái nhân vật mà ổng thư á, ổng ếm á, là một cái người mà bà biết luôn. Ghê không? Xong rồi bà nghe vậy xong, cái tự nhiên bà đang đứng nghe vậy nè mọi người, cái bà dắp té. Ôi chết cha. Cái tự nhiên đi nghe kiểu giống như là bà này bà không có khiếu làm điệp viên nha. Tự nhiên đang đứng nghe chuyện ta cái dắp té. Cái té. Cái ta phát hiện, cái ta thấy. Cái xong rồi, cái ta thấy xong rồi, cái người ta mới kêu là bà, cái ông đó mới kêu chỉ thẳng vô mặt bà võ thư, mới kêu là bà mà hé môi nửa lời, cẩn thận cái mạng của mình đi. Đó, nói vậy xong bà về, bà đâu dám nói ai đâu. Trời đất ơi, trời đất quỷ thần ơi, bà chạy về nhà, bà đóng cửa, bà không nói chuyện với ai hết, mà bà vẫn bị chơi ngại. Cái buổi tối hôm đó, sau khi mà bà đóng cửa bà về nhà xong, bà sợ quá rồi, bà kiểu biểu mà chưa bao giờ trong cái cuộc đời mà nhiều chuyện của bà mà bà gặp cái tình trạng vậy hết. Cái bà sợ quá, bà đóng cửa lại, bà nhốt bà rồi. Thì tự nhiên cái tối, cái bà đang ngủ vậy nè mọi người, bà đang nằm ngủ vậy, bà võ thư bà đang nằm ngủ vậy, thì tự nhiên bà có cái cảm giác giống như là có ai đó đang mai miệng bà lại. Trời đất ơi, bà có cái cảm giác giống như là có ai đó đang mai miệng bà lại nhưng mà bà không có dậy được. Có ai đó đang mai miệng bà lại nhưng mà bà không có dậy được luôn. Cái bà không nhúc nhích được luôn, bà đau đớn đó mọi người, bà đau kinh khủng luôn. Mà bà không nhúc nhích lại được, bà không có kêu cứu được luôn. Mà cứ cảm giác như là có người nào đó đang mai cái miệng mình lại. Mà cảm giác như là dùng cái kim đâm qua vậy nè, xong đâm lên, mai cái miệng mình lại. Mà không thể làm được gì hết, kinh không? Để mình kiếm nhạc cái mọi người, để mình kể tiếp nha mọi người nghe. Rồi, cái xong rồi sáng hôm sau bà tỉnh dậy là bà thấy bà bị như vậy rồi á, thì bà cũng không có dám đi ra ngoài, không có hiểu lý do tại sao mà bà không có cái khả năng giống như là bà kể lại cho người nào nghe được nữa. Kiểu mà từ khi mà bà bị mai cái miệng lại rồi là bà im luôn, bà im luôn, thiếu điều câm luôn. Thì con bà chỉ có thể đưa nước vô bà uống qua cái khe mà bà bị mai lại thôi, chứ bà không có thể nào bà ăn uống được. Đó là chuyện là như vậy á. Mà bà cứ cảm giác giống như cái đêm đó bà cứ cảm giác giống như là có người nào nhét cái gì đó vô trong họng bà rồi á mới mai lại mọi người.
Trời đất quỷ thần ơi, đừng bắt trước em nữa Bảo ơi. Ủa cái gì vậy má? Con này nó nói chuyện bị gì vậy? Con này nó bị gì vậy? Cái con Phạm Hồng nè. Con Phạm Hồng nó bị gì vậy? Nó hình như nó bị gì đúng không? Tự nhiên là sao ta? Ủa bị khùng hả ta? Rồi, ok, mình sẽ kể thêm một cái câu chuyện tiếp theo cho các bạn nghe nha mọi người. Các bạn nhớ share like mình cái đầu. Các bạn nhớ share like này ủng hộ mình nha. Mình sẽ kể cho mấy bạn như chuyện. Mình sẽ kể cho mấy đứa nhiều chuyện nghe cái câu chuyện khẩu nghiệp, cái ngải khẩu nghiệp này. Rồi bây giờ mình sẽ kể tiếp một cái câu chuyện mà mình nghe thì mình cũng thấy cái chuyện này nó hơi giống như là Thiên Linh Cái gì đó, cái bộ phim mà mình vừa coi trên cái app Galaxy Play gì đó mọi người. Cái bộ phim này á, nó giống như là cái bộ phim mà mình đã coi trên cái app Galaxy Play gì đó. Thì nó cũng có cái chuyện mà giống như là mình không biết mình có nên spoil cho các bạn hay không. Thì mình sẽ spoil cho các bạn cái cách làm ngải, nhưng mà mình sẽ không spoil cho các bạn cái bộ phim Thiên Linh Cái ở trên cái app Galaxy Play này đâu ha. Thì bởi vì là để cho các bạn sẽ đủ cái trải nghiệm, để cho các bạn có thể có đủ cái trải nghiệm khi mà đào cái app Galaxy Play này về và xem cái phim Thiên Linh Cái này ngay tại đây luôn. Bởi vì cái phim Thiên Linh Cái này á là nó bản full, kiểu như là không có cảnh nào bị cắt luôn, kiểu như là các bạn sẽ trải nghiệm hoàn toàn 100% luôn. Chứ coi trên bản chiếu màn hình đó thì mình hơi tiếc là bởi vì nó bị cắt rất là nhiều, bởi vì có những cái mà mình không thể mà coi, nó không hiểu sao mà bị cắt á mọi người. Cho nên là thường là những phim kinh dị ở Việt Nam mình hay bị cắt lắm. Cho nên là các bạn nếu mà đã từng coi cái phim này rồi như Bảo á, mà muốn coi cho nó kỹ hơn á, hoặc là những bạn chưa biết tới cái phim này, thì các bạn download cả app Galaxy Play về để mình có thể có một cái trải nghiệm tốt hơn. Và trên cái app Galaxy Play này là một cái ứng dụng xem phim trực tuyến á, mình có thể xem những cái bộ phim mà với HD tốt mà có việc sub này kia á mọi người. Rất là ok luôn, tại đây một trong những cái app mà xem phim trực tuyến gần đây Bảo hay xem nhất đó. Rồi Bảo đang xem cái phim này, và cái phim Thiên Linh Cái này là cái phim độc quyền ở trên cái app Galaxy Play này luôn. Nó kiểu như là chỉ có cái app Galaxy Play này mới có cái phim Thiên Linh Cái này thôi đó. Thì cái câu chuyện tiếp theo mà Bảo kể cho các bạn nó cũng có hơi hướng giống như cái chuyện Bảo quên nói là để mà luyện cái ngải này là phải chặt đầu những thiếu nữ mà còn trinh nha mọi người, phải dùng cái đầu của những thiếu nữ còn trinh để luyện. Thì mình sẽ bắt đầu kể, thì mình kể cho các bạn nghe nha. Rồi mình sẽ kể cho các bạn nghe. Thì cái chuyện là như thế này, mình xin phép mình đặt một cái tên đi ha. Mình xin phép mình đặt một cái tên đi. Ở đâu? Mình sẽ kể cái câu chuyện này của các bạn này kể trước, là các bạn này bạn kể vậy nè. Là cái ngày hôm đó là bạn này bạn có ca làm sáng. Thì trên đường mà bạn đi làm buổi sáng, nó là khoảng 2 giờ mấy, thì bạn mới đi ngang nhà bạn của bạn. Thì thường bạn hay rước bạn của bạn đi làm chung, tại vì hai đứa làm chung ca. Thì hôm đó làm sáng lắm, sáng sớm luôn á mọi người, sáng là 2 giờ mấy sáng luôn á. Thì bạn lên bạn rước bạn của bạn để ngồi lên đây cái. Thì bạn mới lên để gọi là giống như là bạn rước bạn của bạn. Thì khi mà bạn rước bạn của bạn á, thì bạn có đi ngang qua một cái căn nhà hoang mà bị bỏ hoang rất là lâu rồi. Đã từ lâu rồi cái căn nhà này bị bỏ hoang rồi. Thì khi mà bạn đi ngang cái căn nhà đó thì bạn mới kiểu cảm giác giống như là xin lỗi đợi mình xíu. Thì bạn có cái cảm giác giống như là có ai đó chọi đá. Có ai đó chọi đá lên trên lưng của mình, mà chọi hai cái mạnh lắm, mấy viên đá nhỏ nhỏ vậy nè mọi người, mấy viên đá con chọi mấy cái viên đá thạch anh tím, thạch anh hồng chọi vậy đó mọi người. Chọi búp 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 đó, chọi búp 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 búp. Cái xong rồi chọi xong rồi thì bạn đau quá mới quay lại bạn nhìn ngang vậy nè, bạn không thấy ai hết. Thì bắt đầu bạn mới ngước nhìn lên, cho tới khi bạn ngước nhìn lên trên sân thượng của tòa nhà, bạn thấy có một cái xác người phụ nữ không đầu đứng quẩy tay bạn như nè. Rồi xác người phụ nữ thông đầu đứng quẩy tay nè mọi người, kiểu như là ê đồng chí đi đâu buổi sáng vậy, ê hey, what's up, good morning, hello, nice to meet you, hey, kiểu ơ trời đất ơi tức kiểu trời, má thằng nhỏ thấy xong nhỏ sợ quá. Xong rồi có một cái ông gì á, ổng mới chạy lại, ổng mới kêu ủa đi đâu sáng sớm vậy nhóc. Cái xong là thằng này kiểu như là khi mà ổng nói gì xong, lúc đó là nó đã chích chân gì cái bóng người không đầu đó rồi.
mà cái ông này ông đi ngang qua thì nó thấy vậy á, cái tự nhiên nó tỉnh dậy, mọi người nó tỉnh lại á. Ở trời tức ghê, tôi nghe vậy xong tôi tỉnh lại luôn, cái tôi tỉnh lại liền luôn á. Cái xong tôi vừa tỉnh lại liền xong cái phóng xe chạy mà gọi là bán sống bán chết, chạy muốn tông xe vô cục điện luôn mọi người, chạy hết sức luôn. Còn cái ông này thì ổng lại tưởng nó là chỗ đó ăn cướp ăn trộm, cái ổng mới chạy, ổng mới rượt theo thằng này, ổng chạy theo thằng này, ổng chạy ổng chạy theo thằng này luôn. Cái xong ổng mới bắt được này, ổng mới kêu mày vô sớm tao mày ăn cướp ăn trộm gì hả. Cái thằng kia nó mới kêu ông có bị điên không, tôi vậy mà nhìn đẹp trai vậy ai đang cướp ăn trộm làm gì. Nãy tôi đứng đó tôi nhìn lên trên kia tôi thấy có cái bóng người không đầu, tôi sợ gần chết luôn, cướp gì mà cướp. Xong rồi hả, ổng nghe vậy xong kiểu như là ổng vừa nghe nó nói xong rồi ổng hiểu được là cái chuyện gì xảy ra mọi người, cho nên là ổng mới kiểu ok I know. Ôi vậy hả, mày tới sớm tao làm gì. Cái xong rồi nó mới kêu là tôi tới sớm tôi bạn ông để tôi rước bạn tôi đi làm chung. Cái xong rồi nó mới kêu thôi mày đừng có quay lại nữa, mày gọi điện thoại cho bạn mày đi. Thì kêu là thôi nó tự đi đi chứ mày đừng có quay lại đó nữa. Cái xong rồi sáng đi làm xong gọi, cái xong thằng bạn nó cũng đi trễ luôn. Thì thằng bạn nó mới về, nó chửi thằng bạn nó kêu sáng tao đi qua nhà mày kiểu mà kể là gặp ma vậy đó. Cái xong rồi thằng kia nó nói là tao đã nói mày rồi, là tao đã kể cho mày rồi chứ đâu tao phải đâu kể đâu. Mày biết là trong xóm tao có cái ngôi nhà nó đã từng có xảy ra án mạng vậy mà mày còn hả đi tới mày không cẩn thận, tao đã nói mày rồi là đừng có nhìn lên, ví dụ mà ai đó đi nghe đừng có nhìn lên, mà mày đâu có nghe tao. Trời ơi giờ mày còn nói tao nữa. Xong rồi bắt đầu vô cái câu chuyện mà thằng bạn của thằng này đã từng kể. Ok, rồi chuyện là như thế này. Ngày xưa có một cái ông kia, mình xin phép được đặt tên. Mình đặt phép tên ổng Tân Tân đi. Ông này ổng Tân Tân đi ha. Sao không đi câu kịch vậy anh? Trời ơi mọi người ơi, tất cả bạn bè của mình bây giờ bạn bè mình đi câu kịch hết. Có một mình mình là ở nhà mình kể chuyện ma cho các bạn nghe thôi. Các bạn biết rồi đó, mình học sân khấu cho nên mình đi coi kịch mình có free mà mình không coi, mình ở nhà mình livestream kể chuyện cho các bạn nghe. Đó là vậy đó. Cho nên các bạn hãy thương mình cho lên xe livestream cho mình nha. Bạn bè mình mới nhắn kìa, ủa sao anh không đi học để thực tập? Đâu nó đi coi để thực tập. Anh không đi coi để thực tập. Giờ đâu có đâu còn kể chuyện cho các bạn nghe nè. Trốn đi coi đó mọi người, chứ thiệt sự là bác đi coi nha mọi người. Mình trốn coi để trốn coi kịch. Để học thực tập này kia để livestream kể chuyện cho các bạn nghe đó. Cho nên các bạn hãy hả thương mình, share livestream cho mình đi. Rồi kể vô cái ông Tân đó đi. Thì cái ông Tân này ông tốt lắm. Bề ngoài ông là một người giàu có. Ông 47 tuổi rồi nhưng mà nhìn bề ngoài ông vẫn rất là trẻ. Vẫn rất là trẻ luôn, kiểu mà sugar daddy ấy mọi người. Kiểu mà sugar daddy đó mọi người, sugar daddy đó. Sugar daddy thì phải cần có sugar baby đó mọi người, đó kiểu như vậy đó mọi người. Ok, so cái ông Tân này á là ông thường hay giúp đỡ rất là tất cả mọi người. Mà đặc biệt đó là thí dụ như người nghèo á thì ông sẽ cho tiền người ta hoặc là cho đồ ăn người ta. Còn người giàu á mà gặp khó khăn á thì ông cũng cho mượn tiền luôn. Nhưng mà cứ hễ mà ai ông Tân này cho mượn tiền mà sau khi mà đã có tiền lại rồi đó thì họ lập tức trả tiền cho ông Tân đúng hẹn luôn, kiểu như là không thể nào không trả được luôn á mọi người. Giống như là ổng có một cái gì đó kiểu như là người ta có tiền, thí dụ người ta mượn rồi người ta có tiền là người ta phải trả liền, kiểu như vậy á. Cái xong rồi ở gần nhà ông Tân thì có một con bé đó nó khoảng 17 tuổi, nó tên là Út My. Thì ông Tân này ổng rất là thương con bé đó, kiểu mà thương như con cháu trong nhà vậy đó. Gia đình con bé đó nó cũng không phải là khá giả lắm nhưng mà cũng kiểu như là đủ ăn đủ mặc. Cái xong rồi cái ông Tân này ổng mới lo cho con Út My đi học. Ổng lo cho con Út My này đi học tới lớn luôn. Mà con Út My này rất là xinh. Con Út My này cực kỳ xinh và rất rất là xinh luôn. Cái xong rồi á thì cái năm con Út My này 17 tuổi á thì con Út My này cũng có cặp bồ cặp bịch này kia. Nói chung cuộc sống con Út My rất là vui vẻ. Con Út My cũng không thiếu tiền nè, tại vì có ông Tân ổng lo cho rồi. Rồi hả ba mẹ con Út My, gia đình con Út My cũng không cãi lộn cãi quạo gì hết. Xong rồi hả người yêu ghệ gọi con Út My, nó cũng rất là thương Út My luôn. Mày Út My nó còn nhỏ không, nhìn nó xinh xẻo, mày con nhỏ trắng rồi dễ thương nè, đâu cuộc đời rất là màu hồng luôn. Bỗng một ngày thì con Út My nó mới chết. Mà nó chết thì khi mà công an tới khám nghiệm tử thi á thì nói là nó tự tử. Mà cái chết của nó kinh khủng lắm kìa, nó chết mà cái chết của nó không được đàng hoàng luôn, mà nhìn nó tởm lắm, hiểu mấy như là chết mà chết nó không được nằm đàng hoàng luôn á mọi người. Mà tự tử, ông công an kêu là tự tử, nhưng mà con Út My không hề có một khả năng nào để gọi là giống như là tự tử mà kết thúc cuộc đời mình cả.
bởi vì cuộc đời con Út Mi rất là tốt đẹp luôn, rất là tốt đẹp luôn này kia. Và ông thân ông Tân á, ông rất là thương Út Mi luôn. Cái xong mà đám ma con Út Mi gì đó, ông Tân là người lo hết. Nhưng mà không hiểu lý do tại sao mà trong cái đám ma con Út Mi á, ông Tân ổng không hề khóc một giọt nước mắt, mặc dù á là lúc nào cũng thể hiện là ổng thương con bé hết. Lúc nào ông ta cũng thể hiện ông ta rất là thương con bé. Nhưng mà tới khi con bé chết rồi, ông ta không rơi một giọt nước mắt. Nhưng mà mỗi lần ông ta ngồi gần cái hòm của con Mi á, là ổng cười lên. Ổng cười lên vậy đó mọi người. Tự nhiên cười giống như bị khủng mắt bố. Ok, thì ổng cười lên như vậy. Xong rồi ổng cứ tủm tỉm ổng cười. Ổng cứ tủm tỉm ổng cười lên vậy đó. Cái xong rồi những cái người chung quanh hàng xóm người ta thấy lạ quá, người ta mới hỏi cái ông Tân này, ông hỏi là ủa sao ông cười, mắc gì cười, đám ma người ta mà tự nhiên cười. Cái xong ông Tân ông mới kêu tôi là chỉ nhớ về cái việc làm ăn của mình rồi cười thôi, chứ không có phải là tại vì cái đám ma này. Cái xong rồi thì những người chung quanh người ta mới nghĩ rằng là có thể là ông Tân này, tại vì người ta biết ông Tân này là người tốt mà, bề ngoài ông Tân này giúp đỡ nhiều người lắm. Ông bề ngoài ông Tân là giúp đỡ rất là nhiều người. Tao không hiểu lý do tại sao, đợi tao xuống xíu. Tao làm gì sai trong này ta? Để tao coi tao làm gì mà xấu ta? Tao có xấu cái gì đâu ta? Rồi ok. Rồi tao kể tiếp nè. Thế xong rồi các bạn biết sao? Thế xong rồi cái ông Tân á, ổng mới sau khi mà chuẩn bị chôn con bé Mi rồi, thì ông Tân ông mới nói với gia đình là cho ông Tân xin cái xác con bé Mi được không, tại ông Tân cũng thương con bé Mi quá, cho xin cái xác bé Mi ông đem về nhà đi. Ông đem về nhà ông thờ. Trời đất, thờ thì người ta xin bài vị hay là cái gì đó, người ta đem xin về thờ, xin cái xác về. What the fuck, what are you thinking about, what are you thinking about? Oh my god, you crazy. Oh my god, kiểu tự nhiên xin cái xác về. Trời, nghe biến thái dễ sợ mọi người. Nghe biến thái không? Nghe biến thái dễ sợ ha. Cái xong rồi thì sau khi mà ổng xin vậy đó, thì ba má bé Mi đâu cho. Ba má bé Mi, ủa ông bị gì vậy? Làm sao mà được? Tôi đem đi chôn. Không có, gia đình tôi không có đem cho xác con tôi, bị gì. Cái xong rồi nghĩ ông Tân, thì gia đình cũng nghĩ là chắc ông Tân này ổng cũng chăm con bé Mi này từ lúc mà nó còn nhỏ. Từ lúc mà không phải còn nhỏ lắm đâu, chăm từ lúc mà nó còn dậy thì á, cho nên là ổng thương con bé Mi, cho nên là ổng mới làm vậy. Cái xong là ổng nói thêm câu nữa là gia đình ghét ổng luôn, gia đình không cho ổng tới gần hòm bé Mi luôn. Gia đình ổng không cho ổng tới gần hòm, gia đình của con bé Mi không cho ổng tới gần hòm bé Mi luôn. Ổng nói là hay là cho tôi mua lại cái xác này của Mi. Nghe tức không? Chẳng lẽ giờ tao bán con tao, tự nhiên tao bán xác con tao chết rồi, để cho nó yên nghỉ đi, tự nhiên bán xác con tao làm gì, đúng không? Nghe cái một cù chỏ sang ngang mày ghê vậy hà. Hà, nghe một cù chỏ sang ngang ghê vậy à. Cái xong rồi mình sẽ kể cho các bạn nghe tiếp. Thì ok. Bắt đầu là để tao nhớ lại coi đó. tao nhớ rồi. Cái xong rồi cái ngày ổng không, gia đình không cho ổng tới gần cái hòm của con Mi rồi, thì bắt đầu là tới cái ngày kia, cái ngày đem đi chôn á, mà thì mỗi người sẽ cầm cục đất, người ta thò chọi xuống dưới cái hố á, các bạn biết không? Thì ông này ổng cũng cầm cục đất ổng chọi xuống, nhưng mà ổng còn bỏ thêm một cái vật gì đó xuống dưới đó nữa, và tất cả mọi người đều thấy luôn, tất cả mọi người đều thấy ổng bỏ thêm gì đó luôn. Thì mọi người hỏi là ổng bỏ thêm cái gì xuống dưới đất vậy, thì cái ông đó mới nói là cái này hồi lúc mà còn sống con Mi nó thích lắm, cho nên là tôi bỏ xuống dưới cho con Mi đem xuống dưới chơi. Tao không biết nó chơi cái gì nha. Mà một khoảng thời gian sau là ổng bắt đầu, ổng ra ngoài nghĩa trang, ổng đào cái mộ Mi lên. Ổng đào cái mộ con Mi lên và ổng đem cái xác con Mi, đem cái xác của con Mi về nhà ổng. Và ổng thế một cái xác của một người phụ nữ nào khác. Ổng thế một cái xác của người phụ nữ nào khác bỏ vô trong cái hòm. Tới khi mà cái chuyện này vỡ lở ra thì mọi người ta mới điều tra, mọi người. Thì ta mới thấy là ổng thế một cái xác của một người phụ nữ nào khác. Nhưng mà cái xác đó lại không có đầu. Cái xác đó lại không có đầu, mà không biết là cái xác của người phụ nữ nào luôn, không biết danh tính luôn, mà hả không biết tại sao chết luôn, có chắc ổng giết chứ ai. Cái xong rồi ổng đem cái xác của con Mi về và ổng hả lấy cái đầu của con bé Mi, kiểu như là chặt cái đầu của bé Mi nha, xong ổng chôn cái xác bé Mi xuống dưới đất.
ở dưới sau nhà ông á, ông chôn cái xác bé My xuống dưới đất, xong rồi ông bỏ cái đầu bé My vô trong một cái gì đó màu xanh, một nói chung là một cái nồi á, giống như là một cái nồi đó, như là một cái linh ông thiết kế ra để ông bỏ mấy cái đầu vô mọi người. Thì đó là phụ nữ, và từ đó là sau phát súng khai màn của bé My, phát súng khai màn của bé My sau là bắt đầu những người phụ nữ mà còn trinh ở trong cái xóm á là mất tích hết, là thường thường là những con bé 17, 16, 17 tuổi là những con bé còn trinh á là mất tích hết. Mất đâu được mất 10 đứa luôn. Cái xong rồi hả mọi người, này mới bắt đầu nghi ngờ cái ông mới bắt đầu nghi ngờ cái ông Tân này. Thì kiểu như là tới cái lúc mà bắt được 10 đứa rồi đó, thì người ta nói là cái ngải mà ổng luyện á, mới mời một cái ông thầy về để gọi là đợi chút xíu mọi người nha. Đó, cái này cái chuyện này là một cái chuyện khác nha mọi người, chứ không phải là cái chuyện về thiên linh cái thiệt nha mọi người. Cái chuyện này là một cái chuyện khác, không phải là mình kể về cái chuyện mà cái ông kia, cho nên các bạn đừng có judge mình, đừng có phán xét mình ở đây. Cái chuyện mà mình kể là một cái chuyện cũng cái hơi hướng giống vậy thôi, chứ không phải là chuyện của cái ông đó. Cho nên là tốt nhất là mình đã nói ngay từ đầu là cái chuyện này nó hơi giống cái chuyện này, chuyện thiên linh cái, chứ không phải là mình nói là chuyện thiên linh cái. Cho nên bạn nào nói sai rồi thì mời bạn ra chỗ khác nha. Bởi vì mình đã nói từ đầu rồi, cho nên là các bạn không được judge mình không được phán xét mình như vậy. Tại vì mình nói từ đầu là cái chuyện này nó hơi hướng giống cái chuyện thiên linh cái mà nổi tiếng thôi, chứ không phải là nó là cái chuyện của cái ông kia, hiểu không? Mình đã nói là nó hơi hướng giống. Ok, cho nên là đừng có kêu là kể sai, đừng có judge mình đây nha. Tại vì các bạn nghe không rõ là mình đã nói trước từ trước rồi nha. Các bạn hiểu không? Các bạn hiểu không mọi người? Rồi mình uống miếng nước cái mình kể tiếp. Sau đó thì bắt đầu là những cái người trong xóm của cái ông Tân này á mới mời thầy về để gọi là giống như là giải. Tại vì á là tại vì ở trong cái xóm á bắt đầu có cái hiện tượng đó chính là gà vịt nó chết nè, mà còn con chó nó cũng chết luôn, mà con chó nó chết nó bị bẻ cổ nó chết. Con chó nó chết mà nó bị bẻ cổ mà nó chết đó mọi người. Gà vịt chết rồi con chó nó chết nó bị bẻ cổ mà nó chết luôn. Mà thường thường mấy cái con gà con vịt rồi con chó nó bị bẻ cổ nó chết, bị bẻ cổ nó chết không à. Chết tươi luôn, chết trắng trợn luôn. Chết trắng trợn luôn mọi người. Cái xong rồi thì mình nói mấy cái đứa này làm tao. Cái chuyện nó đã dài rồi mà mấy cái đứa này làm tao già này, tao lớn già cả rồi mà cái đứa này làm chọc tao làm tao hả? Không nhớ nổi luôn á. Cái xong rồi bắt đầu mướn thầy về. Cái ông thầy ổng mới vừa đi lại cái xóm thôi, cái ông thầy kiểu như là ông thầy mới thực tập sinh hay gì á, chạy qua xóm. Trời ơi, trừ tà hả, sắp có tiền rồi. Tới cái xóm cái xong anh chị bảo trọng nha, em đi về luôn. Mấy đứa kia hỏi là ủa là sao ta, ủa à, xong rồi ông thầy mới kêu là tao vô cái tao thấy 10 đứa đứng hàng ngang, tao sợ quá, tao không có. Tao vô tao thấy 10 đứa đứng hàng ngang, 10 vong linh đứng hàng ngang, tao sợ quá. 10 vong linh không đầu đứng hàng ngang, tao sợ quá. Xong tao đi về luôn, kiểu như là ông thầy ông nói là 5 đứa nữa thôi. Nếu mà đủ 5 đứa nữa, cái poster đẹp vậy nó mới được. Cái chứ đó poster mà thi của tao thấy ghê, sao tao chịu nổi. Cái xong rồi đủ 5 đứa nữa, cái ông thầy ông kêu là nếu mà đủ 5 đứa nữa là cái ông mà Tân đó, ổng sẽ biến thành một cái gì đó. Ông sẽ biến thành một cái gì đó ngang với thần thánh. Ông sẽ biến thành một cái gì đó ngang với thần thánh. Cho nên là mới 10 đứa thôi. Nhưng bây giờ trong xóm đâu còn đứa nào còn trinh nữa đâu. Trời, bây giờ đứa nào nó cũng có con rồi, đứa nào nó cũng có con rồi, lấy chồng hết rồi. Còn chỉ còn con nít thôi, thì đâu còn đứa nào mà thiếu nữ 16, 17 tuổi mà còn trinh nữa đâu cho ông dùng. Cái xong rồi đó là cái bắt đầu những cái hiện tượng giống như là gà, vịt, trâu, bò gì mà chết ở trong xóm á, nó cứ xảy ra hoài luôn, mà nó cứ chết bị bẻ cổ không à. Cái xong rồi có một cái con nhỏ kia thì nó là diễn như là nó là sinh viên từ trên Sài Gòn. Mình xin phép đặt một cái tên đi ha, thầy thực tập sinh. Con bé nó tên là Thiên Hương đi.
Thích thì làm, ông thầy ông thích thì làm, không thích thì khỏi làm. Ok, ông thầy là vậy luôn nha mọi người. Thầy sợ quá thì bỏ chạy luôn, kêu là anh chị ở đây bỏ chồng nha, đi về. Anh chị ở đây bỏ chồng nha, đi về. Chứ đánh lộn nhau mấy em sợ lắm. Tại vì ông này á, là cái ông Tân này, ông là tới một, ông chơi ngải mà tới mức gọi là đẳng cấp rồi mọi người, gọi là Omega rồi. Ở trong X-Men người ta gọi là Omega rồi, chơi ngải Omega rồi mọi người. Infinity rồi, kiểu Infinity rồi, ghê quá rồi. Cái tâm rồi hả là có một con bé tên là Thiên Hương, nó từ Sài Gòn về mà nó kiểu như là nó ở Sài Gòn từ nhỏ rồi, nó kiểu như là nó đi, nó là sinh viên ở Sài Gòn á, mà nó học Sài Gòn 3 năm rồi, mà cái ông thầy này ông chỉ tới ở đây gần đây có khoảng mấy năm thôi, mới ở gần đây khoảng mấy năm đây thôi, mà khi mà cái con thiên hương này đi về lại quê á, và nó ở lại quê luôn, nó không có chịu lên trên, nó không có chịu, không lý hiểu lý do tại sao mà cái con thiên hương này nó không có chịu đi lên trên Sài Gòn để học tiếp, mà nó cứ ở lại quê hoài luôn, mà nó cứ đi qua lại nhà của cái ông Tân hoài luôn, mà trong khi là nó với ông Tân không hề quen biết nhau, nó cũng chưa gặp mặt ông Tân luôn, nhưng mà khi mà nó về quê một cái thôi, nó không gặp mặt ba má nó nha, mà nó qua nhà ông Tân, xong rồi nó đi về nhà lại ba má nó thấy gì rồi, ba má nó đã la nó rồi, là kiểu nó là không có được qua nhà ông Tân ông vậy nè, cái xong rồi ba má hỏi là tại sao biết ông Tân, cái xong rồi nó mới nói là con nằm mơ, con thấy con gặp ông Tân hoài à. Mà các bạn biết rồi, ông Tân á, ổng nhìn bề ngoài rất là trẻ, 40 mấy tuổi mà nhìn như đâu 20 mấy á, 40 mấy tuổi mà nhìn đâu như 20 mấy á mọi người, nhìn rất là trẻ luôn, cho nên là kiểu mà đi với con nhỏ này cũng xứng đôi. Cái xong rồi con nhỏ này nói là con nhỏ này thích ổng, và ổng cũng thích nhỏ này luôn. Nó ở trên thành phố là nó nằm mơ nó gặp ông này hoài à, nó cứ qua nhà ông này chơi hoài à, trời, nó nói vậy á. Cái xong rồi nó quen ông này. Cái xong rồi từ khi mà nó quen ông này á, là bắt đầu hả, nhà nó gặp rất là nhiều chuyện. Ba nó cấm nó quen ông này. Cái xong rồi ba nó đi ra ngoài đường á mọi người, cái ba nó cứ thứ năm hàng tuần á là ba nó sẽ đi mua đồ nhậu. Cứ thứ năm hàng tuần là ba nó sẽ đi mua đồ nhậu. Thì trên đường ba nó đi mua đồ nhậu á, thì ba nó hả bị trượt té. Ba nó bị trượt té. Cái lúc mà ba nó mới bị trượt té, là té xuống dưới đất một cái nha, đang chạy xe mà té xuống dưới đất một cái, là ở trên đó, ở phía sau á, cái xe container nó chạy lên. Ở phía sau cái xe to container nó chạy lên mà nó cán banh đầu ổng luôn. Trời ơi. Con mẹ nó cũng chết luôn, mà mẹ cái con Thiên Hương chết cái kiểu như là buổi sáng bà đi chợ sao á mà bị tai nạn giao thông luôn, nhưng mà bà văng xuống dưới hồ mọi người hiểu không? Cái xong rồi cái xác của bà trôi trong bờ luôn. Kiểu nha, đụng xe xong mà văng xuống dưới hồ luôn, cái mọi người đi tìm, cái lúc mà mọi người đi kiếm bả thì mọi người kiếm hoài không ra, thì mấy ngày sau thấy xác của cái mẹ của bà nhỏ Thiên Hương á, nó trôi xuống dưới hồ. Mà các bạn biết hả, để móc cái mũi cái ngứa quá. Có con em, gia đình, bởi sau đó là gia đình của con Thiên Hương là còn có con em nói với nó thôi, thì cái con em nó tên là Hận Đàn Ông. Trời ơi, ủa sao mấy bạn cũng biết câu hận đàn ông vậy? Hận đàn ông. Ở trong cái group bảo có cái group gọi là cái group hận đàn ông đúng không? Hận đàn ông. Lấy tên bé Nguyễn My nha. Đó, tại vì bé Nguyễn My cũng hận đàn ông. Mấy con em bảo nó có cái group hận đàn ông á. Ok, thì là còn có đứa em đó thôi, thì cái đứa em này là cái đứa em tên là Nguyễn My. Thì cái con bé Nguyễn My này nó còn nhỏ. Mà kiểu như là con bé này nó có căn tu á mọi người. Mà kiếp trước của nó là nó có quy y tam bảo hay sao á, mà kiếp này nó có căn tu, cho nên là hả nó cắn trúng cái này rồi, chắc mai nó bị nhiệt chết rồi, chảy máu rồi. Kể nhiều quá cái nói chuyện cắn cho môi nè, tức ghê. Đã không có người yêu cắn môi rồi, không có người yêu hôn rồi, mà toàn tự cắn môi mình thôi, tức ghê á. Tức tụi nó hả vô trong đi học, vô trong lớp á, cái sáng nhỏ kia nó bị cái môi của nó bị chảy máu đây nè. Cái mình hỏi là ủa môi em bị gì vậy? Em bị bạn trai cắn đó anh. Wow, I mean like bảo toàn tự cắn môi bảo đó. Rồi áo kiểu như là em bị gì vậy à, em bị gì vậy Quân à, bạn gái em cắn môi em à, còn à, bảo là toàn tự cắn môi mình xong rồi tự nổi nhiệt đó mọi người, tự nổi nhiệt đâu, tức
ngực. Ok, sao mình sẽ kể tiếp. Thì cái con bé mà cái con bé Nguyễn My này á, nó mới nói, nó thấy có 9 người đi theo nó luôn. Mà ở đây thì người ta nói là có 10 cái vong không đầu, nhưng mà 9 cái vong không đầu đi theo nó rồi. Mà 9 cái vong không đầu này không làm gì được nó hết, bởi vì nó là quy tâm bảo, mà nó kiểu như là nó có căn tu nữa, mà tu thành á, tu Phật á, tu Phật Pháp á. Cho nên là 9 cái vong này đâu làm gì đó được nó đâu. Chỉ giết được ba mẹ của nó thôi, còn nó là không làm gì được luôn. Cái xong rồi hả, hại nó tùm lum việc hết. Các bạn biết không, đi ngang cái cây mà cứ hễ mà con Nguyễn My này nó sắp bị cái gì là ông thầy, kiểu như là sư thầy mà kiểu như là nuôi dạy nó đó, tại vì sắp tới là sau này nó lớn lên nó cũng đi tu với mọi người, thì ông thầy nuôi dạy nó nói là con sắp bị cái này nè, con sắp bị cái kia nè, con nhớ tránh nha. Kiểu như là nó đang đi tới đúng không, nó biết là có cái cây sắp rớt xuống rồi, nó đứng đây nè, nó đi tới đó xong nó đứng lại, cái cây rớt xuống cái bụp xong rồi đi tiếp, mọi người hiểu không? Là kiểu như là đi ngang cái tự nhiên cái xe nó chạy tới, mà cái xe container chuẩn bị chạy tới rồi, tự nhiên cái xe container bẻ lái, nó đứng yên như nè mọi người. Cái xe container chạy tới đúng không, cái xe container tự bẻ lái đi ra chỗ khác, ghê không? Kiểu như là chị never die, kiểu mà bất tử mood bật on, kiểu mà bất tử on đó mọi người, bất tử on, turn on, bất tử turn on hả, bật cái mood bất tử lên, trời đất ơi không chết được luôn đó, kiểu như vậy đó mọi người. Đó nhỏ vậy đó, kiểu đứng trước container rồi mọi người. Đó container chạy ngang qua luôn, xong rồi cái quẹo không cái gì nè, né nó luôn. Ghê không? Bất tử on đó. Rồi xong á thì cái con chị của nó, cái con chị Thiên Hương của nó thì mới gọi là sau một khoảng thời gian cặp bồ với cái ông, mà cái ông này thì tự nhiên ông này kiểu NL sao mọi người, cái tự nhiên ông này thích nó thiệt. Ông này không muốn giết nó mà ông này thích nó thiệt. Cái xong này ông này mới tìm, thì cái con này cũng bị chính cái con không đầu kia phá. Cái con Thiên Hương cũng bị chính cái con không đầu kia phá luôn. Thì cái sau đó ông thầy kiểu mà ông thầy này á, là ông thầy này kiểu mà cái lúc này giống như là ông đã muốn cải tà quy chính rồi mọi người, tại vì ông thích cái con Thiên Hương này thiệt rồi. Ông thích cái con Thiên Hương này thiệt rồi, cho nên là ông muốn cải tà quy chính hay sao đó. Thì sau này cái con Thiên Hương này ông không giết cái con Thiên Hương này luôn, tại vì đây là ông tính là ông nuôi để thịt đó mọi người. Tự nhiên ông nuôi để thịt đó mọi người. Cái gì bất tử, giống gì bất tử, con bé đã chơi đồ. Ôi cái gì vậy ba? Cái xong rồi cái sau này cái con Thiên Hương mới biết cái chuyện của ông này là chơi ngãi vậy, là ông làm người ta vậy á mọi người. Cái con Thiên Hương này mới khuyên ổng, mà khuyên ổng không được á, cái xong rồi con này nó mới bỏ ổng. Thì khi con này bỏ ổng á mọi người, hết rồi, hắc bất tử, cái đó là em gái Thiên Hương nha má Nguyễn My. Cái xong rồi con này nó phát hiện nó vậy rồi, xong rồi nó mới bỏ ổng, nó mới chia tay ổng, tại vì nó thấy ổng ghê quá thì nó mới chia tay ổng. Gặp tao mà bồ tao mà chặt đầu người như vậy thì tao cũng chia tay, hiểu không? Gặp tao mà bồ tao như vậy là tao cũng chia tay, tao sợ quá mà, tao sợ đến một ngày nào đó nó chặt đầu tao sợ lắm mọi người. Cái xong rồi nó mới, mà sau khi mà nó chia tay ổng sau á, thì sau khi mà nó chia tay ổng xong á thì người ta phát hiện cái xác của nó ở trên núi. Thấy bảo đa nhân cách. Ủa sao bảo đa nhân cách là sao mọi người? Phát hiện cái xác của con Thiên Hương trên núi, nhưng mà các bạn biết không, cái bộ lòng này của nó bị phanh ra. Cái bộ lòng này của nó bị phanh ra như vậy, và tất cả ruột gan của nó đều còn hết, nhưng mà thối rữa thôi, nhưng mà trừ trái tim của nó thì mất. Thì chính cái con không đầu nó phá mọi người, chính cái con không đầu nó phá đó. Tại vì chính con không đầu là ông này luyện nè, ông này ghen nè, ông này luyện nè. Thì sau khi mà cái con Thiên Hương chết rồi á, thì cái ông này bắt đầu phát điên. Cái ông thầy này ông bắt đầu bị ngãi quật lại. Ông thầy này bắt đầu ông phát điên lên, cái ông Tân á, ông phát điên lên, tại vì người yêu ông mất rồi đó, ông phát điên lên. Ông hả đi lấy xác của người yêu ông đi lấy xác, ông tìm cách nào đó ông lấy xác của con Thiên Hương về, kiểu mà ông cố gắng ông làm phép gì đó, ông cố gắng ông làm phép gì đó để cải tử hoàn sinh con Thiên Hương. Nhưng mà khi mà ông làm phép xong
mà kiểu như là chính cái con kia nó phá mọi người. Cái lúc này cái năng lượng của ổng nó không còn đặt đúng chỗ nữa rồi. Tại vì khi mà Bảo nhớ là khi mà làm cái ngải này thì mình phải kiêng kỵ rất là nhiều thứ. Nhưng mà Bảo nghĩ là chắc chắn trong đó sẽ có một cái sự kiêng kỵ, đó chính là không được nảy sinh tình cảm với lại cái vật chủ mà mình sắp xâm nhập. Có thể là như vậy, có thể là cái kiêng kỵ rồi cũng là một trong những cái kiêng kỵ là không được nảy sinh tình cảm với cái vật chủ mà mình sắp xâm nhập. Đó, cho nên là ổng đã nảy sinh tình cảm với con bé thiêu này rồi, cho nên là Bảo đã phạm phải chắc vậy. Đó là Bảo suy đoán thôi. Xong rồi thì cái ngày hôm đó ổng chôm cái xác nhỏ đó về rồi thì ổng làm đủ thứ phép hết. Nhưng rốt cuộc sau thì ổng la làng lên. Cái bắt đầu mọi người mới thấy là ổng la làng ở trong nhà ổng lên vậy đó. Thì mọi người mới nghe những cái người hàng xóm, người ta nghe, người ta mới chạy lại. Thì người ta chạy lại thì người ta không những nghe tiếng ổng la mà người ta còn nghe tiếng cả đám con gái la luôn. Mà kiểu mà trong nhà ổng có cả đám con gái la luôn chứ không phải là một mình ổng nữa. Kiểu mà chính cái con không đầu nó la. Mấy cái con không đầu nó la quá trời la luôn. La sao ha, cái ổng chạy ra ngoài cái là từ trong nhà ổng bốc ra mùi hôi thối luôn. Tại vì bình thường á, nếu mà còn phép á thì những cái xác ở trong nhà ổng á nó sẽ vẫn không bốc mùi, nó vẫn sẽ không có bị phân hủy. Nhưng mà khi mà không còn phép đó nữa rồi á, mà đã bị quật lại rồi á, thì nó mùi nó sẽ bốc ra, nó sẽ phân hủy. Xong người ta thấy ổng bỏ chạy ra khỏi nhà ổng mất tích luôn. Cái xong rồi hả, thì bắt đầu công an vô trong nhà ổng phát khám nghiệm á. Thì công an mới đào lên thì mới thấy là những mấy cái xác ở dưới đó mọi người. Xong rồi mấy cái lu mà ổng để đó là để mấy cái đầu ở trong á. Xong rồi mới đem về rồi khám nghiệm, mà xét nghiệm ADN coi là cái nào của ai. Thì mới tìm được có 9 cái xác à. Là tìm được 9 người mất tích, còn một người mất tích nữa còn lại vẫn còn ở trong cái nhà của ổng. Là cái ngôi nhà bỏ hoang đó. Đó là cái vong linh mà, đó là cái con quỷ không đầu mà cái thằng hồi đầu kể là Bảo nói là nó gặp ở trên ban công á, là nó chỉ người ta chỉ tìm được 9 cái xác thôi, còn một cái xác nữa nó giấu ở đâu, ổng giấu ở đâu trong nhà á, mà không người nào người ta không tài nào tìm được luôn. Người ta không tài nào được tìm được luôn, mà chính cái vong đó là cái vong không đầu còn lại duy nhất ở trong ngôi nhà hoang đó. Cho nên ngôi nhà hoang nó mãi mãi không có ai có thể mua được luôn, không có ai có thể mà khai phá được luôn. Và cái người mà cái thằng đầu mà Bảo kể mà gặp cái con mà quắc quắc á, là cái con còn lại á mà chưa tìm được á. Và mấy ngày sau khi mà ổng bỏ chạy rồi đó mọi người, người ta phát hiện ổng, xác của ổng trôi vào bờ, kiểu như là xác của ổng trên sông, mới trôi trên sông và trôi vào bờ. Và hai con mắt của ổng bị băng ăn mất rồi. Hận cái cặp chân mày của ông Tân. Ủa cái gì? Cái cặp chân mày sao? Nè, ý mấy đứa đó là cái cặp chân mày của anh vẽ hay là hả? Làm gì đúng không? Nè, cặp chân mày anh là cặp chân mày real mấy đứa. Xíu có người hú hòa. Hù cái gì mà hù. Rồi ok, những cái bạn nào á mà muốn mà xem cái phim mà Thiên Linh Cái á, thì các bạn có thể download cái app Samsung, download cái app Galaxy Play nha mọi người. Download cái app Galaxy Play ở trên này là đó. Các bạn chỉ cần hả, trên đây là một dạng giống như là cái app Galaxy Play này là một dạng giống như là một cái app xem phim trực tuyến nha mọi người, xem phim trực tuyến. Và nó có rất là nhiều bộ phim trên đây luôn. Đó, từ hả phim hoạt hình nè, rồi hành động Hollywood nè, nó có rất là nhiều mảng nha, kinh dị và lãng mạn Hollywood nè, tài liệu lý thú nè, đó là nó có những cái, ví dụ như bạn nào học lịch sử hay gì cũng có thể coi tài liệu trên đây chẳng hạn. Nhưng mà mình thấy là bây giờ đang hot ở trên đây nhất á, là bộ phim xem nhiều nhất đó chính là bộ phim Thiên Linh Cái. Thì cái bộ phim này đang chiếu tới tập 5 rồi nha mọi người. Và bữa giờ là Bảo coi cái bộ phim đó trên này, Mà hả, sắp tới là cái bộ phim này nó cũng có một chút hơi hướng về những cái câu chuyện nãy giờ nói về ngải mà Bảo kể á, và là một trong những cái bộ phim nói về cái người mà sát nhân hàng loạt đầu tiên của Việt Nam mình luôn. Và phim rất là hấp dẫn và có những cái tình kiếp rất là đáng sợ luôn. Cho nên là mọi người, nếu mà mọi người muốn coi á thì mọi người hãy tải cái app Galaxy Play này về coi thử nha. Tại vì rất là hay luôn, bởi vì nó có những cái cảnh cái mà ngày trước mà cắt á, bây giờ nó có trong đây luôn, kiểu mà chuyện chưa kể á, mấy cái cảnh mà ngày trước mà mình xem bản movie á mà bị cắt á, mình không có coi được đó, thì mình có thể coi lại ở trên này. Bởi vì kép những cái bản trên là những cái bản full luôn, không cắt nha mọi người. Ok, so cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã xem hết livestream của Bảo. Thì Bảo sẽ kể chuyện ma vào thứ 6 hàng tuần lúc 9 giờ tối nha mọi người. Và bây giờ hẹn gặp mọi người vào thứ 6 tuần sau. Thứ 6 tuần sau là Bảo sẽ thi rồi, cho nên là có thể là tuần sau Bảo sẽ dời ngày kể chuyện vào một cái ngày khác. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại nha. Bye bye mọi người.